À, chào mừng các bạn đến với blog tiếp thị liên kết. Trong video ngày hôm nay thì Ngân Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ giúp các bạn quản lý tốt thời gian trong quá trình thực hiện các công việc tiếp thị liên kết trên mạng. Thì đây là công cụ có tên là Temvit. Temvit là một tên mới của Pomodoro App. Đây là tên cũ của phần mềm này. Chức năng của phần mềm này là giúp cho các bạn list ra những công việc hàng ngày và tracking lại những công việc mà các bạn đã thực hiện trong ngày. Qua đó thì các bạn có thể theo dõi được cái danh mục công việc thực hiện, những công việc nào đã hoàn thành và những công việc nào chưa hoàn thành, và giúp các bạn đánh giá một cách tổng quan được những công việc các bạn thực hiện trong ngày. Thì phần mềm này có dạng cài đặt trên máy tính và dạng extension mở rộng của trình duyệt. Các bạn muốn sử dụng ở dạng nào thì các bạn cần download cái định dạng đó về. Thì nếu mà các bạn thường xuyên sử dụng Chrome thì các bạn có thể tải một extension mở rộng Chrome về, hoặc là nếu các bạn không thích xài Chrome thì các bạn có thể tải về máy và cài đặt bình thường. Thì Ngân Sơn đã tải cái phần mềm này về máy và cài đặt. Thì Ngân Sơn cũng rất là thường sử dụng cái phần mềm này trong quá trình thực hiện quản lý công việc của mình, cũng như là thực hiện quản lý công việc hàng ngày. Sau khi các bạn cài đặt phần mềm xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng ký một tài khoản. Các bạn cần click vào, nhập email, password và các bạn nhấn sign up. Thì phần mềm này sẽ tự động đăng ký cho các bạn. Thì đây là phần dashboard, phần giao diện của phần mềm này. Trong phần mềm này thì có những cái chức năng chính sau. Thì tại mục Add List thì các bạn có thể nhập vào cái mục lục công việc. Các bạn có thể nhìn thấy bên tay trái màn hình, đây là mục lục công việc các bạn đang thấy. Các bạn có thể nhập mục lục công việc mới vào. Thì đây là những cái danh mục công việc mà Ngân Sơn thường thực hiện trong ngày. Thì về một công việc thì các bạn, khi bạn nhắc vào mục công việc, đây là mục lục công việc, các bạn add công việc cần thực hiện trong ngày vào. Đây là những công việc mà có thể là mình sẽ thực hiện trong ngày thì mình add vào. Sau đó ở mục khác thì các bạn tùy từng mục, thì các bạn tùy từng chuyên trách công việc thì các bạn nhập cái mục khác vào. Thì bây giờ sau khi mà nhập một loạt công việc vào, bây giờ các bạn muốn thực hiện một công việc đó, mình nhấn lộn rồi, mà các bạn thực hiện công việc đó thì các bạn click vào, sau đó các bạn nhấn vào đồng hồ đếm ngược. Và tại mục today task là các bạn nhấn vào mục list start, sau đó là các bạn nhấn vào start, thì phần mềm này sẽ tự động đánh số thứ tự, các cái thời gian mà các bạn sẽ thực hiện cho công việc đó, và ẩn dưới background các bạn có thể thực hiện công việc. Và sau đó là sau khi công việc hoàn thành thì nó sẽ tự động lưu lại cái thời gian mà các bạn được thực hiện và đánh dấu là công việc đó hoàn thành. Vì tại vì trong video này thì Ngân Sơn để thời gian là rất là dài nên là chưa công việc hoàn thành, nên mình sẽ nhấn vào discard. Các bạn đóng lại. Trong trường hợp công việc hoàn thành thì hệ thống nó sẽ đánh dấu là công việc đó hoàn thành. Tại vì hiện tại là công việc chưa hoàn thành nên là mình sẽ quay trở lại. Tại các bạn chú ý là tại mục cài đặt của phần mềm thì có những cái thông số sau. Thứ nhất là về phần setting. Setting thì ở đây là có phần duration setting. Thì các bạn có thể cài đặt cái thời gian, độ dài của công việc, thời gian tính, độ dài của thời gian, tối đa là 90 phút. Và thời gian short break thì thời gian nghỉ ngơi là tùy theo bạn chọn, long break. Đây là thời gian nghỉ ngơi. Các bạn có thể tích vào mục là luôn luôn đếm bằng âm thanh, tức là có âm thanh trong khi đồng hồ đếm, hoặc là chọn các thông số khác như là thể hiện cái widget nhỏ trên màn hình. Đây là widget của phần mềm này. Và một số cái tính năng khác. Các bạn chọn save. Thì ngoài ra thì có một tính năng công cụ này nữa là tính năng report. Thì các bạn thấy là tính năng report này sẽ cho phép các bạn nhìn thấy là danh mục các công việc đã thực hiện hoàn thành trong ngày. Và qua cái bảng thống kê này, các bạn có thể biết là trong ngày đó thì mình đã hoàn thành những công việc nào và những công việc nào chưa hoàn thành, để giúp các bạn thống kê được cái thời gian làm việc cũng như hiệu suất công việc một cách hiệu quả. Thì ngoài ra thì Ngân Sơn cũng giới thiệu cho các bạn một cái tiếp nữa, đó là về việc bố trí các cái giao diện của trình duyệt. Các bạn nhìn thấy trên thanh công cụ của phần mềm trình duyệt Chrome thì các bạn thấy là ở đây Ngân Sơn đã
để add những cái folder là lưu lưu trữ các cái thông tin. Khi mà các bạn thấy một cái bài viết nào đó hay hoặc là những cái nội dung nào quan trọng thì liên quan đến lĩnh vực của bạn, các bạn có thể nhấn vào mục bookmark. Tại mục bookmark thì các bạn có thể chọn những cái mục lục lưu ở dạng folder, chọn thư mục khác chẳng hạn để lưu vào, đưa vào những cái đánh dấu, vân vân. Việc lưu như vậy là giúp cho các bạn sẽ có được cái sự sắp xếp gọn gàng, truy vấn thông tin nhanh và giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian trong quá trình làm việc. Tôi hy vọng rằng với video này giới thiệu về phần mềm này cùng với một tip nhỏ như vậy giúp cho các bạn có thể là quản lý cái thời gian làm việc của mình một cách hiệu quả và qua đó thì nâng cao được hiệu suất công việc trong quá trình làm việc. Chào các bạn.